Xin chào các bạn của Người Cá Ti U ơi. Mình biết là các bạn rất muốn trở thành người cá hoặc nàng tiên cá, vì có nhiều bạn liên hệ Ti U để mua đuôi cá, nhưng Ti U không có thời gian trả lời. Mà tất cả đều có trên website tiun.co rồi đó. Các bạn chỉ việc vào đó, nhấn vào danh mục shop, chọn đuôi cá mà mình yêu thích, rồi liên hệ nhân viên bán hàng của Ti U. Hoặc là liên hệ Ti U, các bạn hãy nhắn tin ở trên Facebook hoặc để lại comment ở trên bài viết của Ti U trên Facebook đó, kèm theo số điện thoại, rồi sẽ có nhân viên bán hàng liên hệ với bạn ha. Và thật sự là để bơi được như một người cá là rất khó, không phải ai cũng biết dạy cho các bạn bơi được như vậy. Vì đa số con người họ chỉ biết cách bơi để cạnh tranh, họ không biết bơi để cảm nhận nước như Ti U. Bơi cảm nhận nước là một trường phái khác, là các bạn hòa hợp thân thể của mình với nước, dùng sức mạnh của nước để thanh lọc thân tâm của các bạn. Nói chung là phức tạp lắm. Thì người cá Ti U tất nhiên là cũng muốn các bạn trở thành người cá hoặc nàng tiên cá giống Ti U để giúp mình thực hiện sứ mệnh bảo vệ môi trường. Nên Ti U không có ích kỷ che giấu bí quyết để trở thành người cá với các bạn đâu nhé. Yên tâm đi, đây là bí quyết để trở thành người cá nè. Phải tập nín thở lâu, sau đó tập đứng nước, rồi tập bơi bướm. Còn muốn trở thành tiên cá thì phải tập nhiều hơn, phải biết thêm đủ kiểu bơi, phải biết ngồi thiền và kết hợp yoga, phải biết ăn chay. Hơi bị khó à nha. Trên YouTube thì Ti U không thể hướng dẫn tường tận được, nên khuyên các bạn liên hệ trên Facebook của Ti U ấy, hãy comment vô trong đó, rồi Ti U giới thiệu cho các bạn thầy cô dạy bơi đáng tin cậy nhất của người cá Ti U. Những người ấy có thể giúp cho các bạn lĩnh hội được bí quyết để trở thành người cá giống như Ti U. Đó thì các bạn muốn học bơi hay muốn mua đuôi cá gì đó thì cứ liên hệ Ti U trên Facebook đi. Ở trên mỗi cái video YouTube của Ti U đều có để 4 cái đường link đến 4 trang mạng xã hội mà các bạn có thể liên hệ được với Ti U, nhưng mà hình như là không thấy bạn nào liên hệ. Và Ti U cũng muốn nói cho các bạn biết điều kỳ diệu nhất khi trở thành tiên cá hoặc người cá là bạn sẽ không còn bệnh tật, không còn bệnh ung thư, không còn cảm cúm, thậm chí là bạn bị trật khớp, chấn thương. Chỉ cần xuống nước, bơi một chút là bạn lành lặn, khỏe mạnh ngay thôi, giống như Ti U vậy đó. Và tất nhiên khi trở thành người cá hoặc tiên cá rồi, các bạn phải giúp Ti U thực hiện một trong 4 sứ mệnh của chúng ta là bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ biển, bảo vệ động vật và bảo vệ thế giới khỏi những con người ngu ngốc, yếu đuối, thiếu trí tuệ. Nếu hứa thực hiện được một trong 4 sứ mệnh trên của người cá thì Ti U sẽ toàn tâm toàn ý giúp các bạn. Ok chứ?